Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Nghị hội cuối tuần tôn vinh sức sống mới từ chất liệu phế thải. Chỉ trong vòng tháng 11, khoảng 200.000 tỷ đồng vốn được bơm vào nền kinh tế. Tông vào xe buýt, hai cha con đi xe máy tử vong thương tâm. Sáng nay đã diễn ra lễ thông xe hai công trình giao thông lớn và quan trọng ở tỉnh Cà Mau với tổng đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, đó là cầu Sông Đốc và tuyến đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua nội ô thành phố Cà Mau. Đến dự lễ có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Cầu Sông Đốc được khởi công vào tháng 10 năm 2021, chiều dài toàn tuyến hơn 1,4 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 690 m, rộng 13 m. Tốc độ thiết kế xe chạy 50 km/h. Tổng vốn đầu tư hơn 640 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Đây cũng là dự án xây dựng cầu lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh Cà Mau thực hiện. Còn tuyến đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua nội ô thành phố Cà Mau dài hơn 14 km, tổng kinh phí hơn 1.700 tỷ đồng. Tuyến đường tránh được thiết kế với vận tốc xe chạy 80 km/h, bề rộng nền đường 12 m. Cầu và tuyến đường tránh hoàn thành sẽ giúp kết nối thông suốt trục đường ven biển Tây với trục đường Đông Tây của tỉnh Cà Mau. Từ đây hình thành nên hệ thống giao thông liên hoàn từ Đông sang Tây và kết nối với đường ven biển của các tỉnh lân cận. Biến rác thải thành vật có thể tiếp tục sử dụng là một trong những xu hướng bảo vệ môi trường đang được nhiều người quan tâm. Sáng nay, cả trăm thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia ngày hội môi trường sức sống mới từ phế thải diễn ra tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, quận 12. Ngày hội quy tụ 13 đơn vị với gần 100 bạn trẻ mang đến những vật dụng độc đáo như biến chai nhựa thành bàn ghế, nhạc cụ xanh hay chiếc đồng hồ làm từ phụ tùng xe. Trong đó, sản phẩm thu hút sự quan tâm của nhiều người, đó là mô hình sử dụng vật liệu tái chế tạo ra nguồn điện thân thiện với môi trường. Mô hình được làm từ giấy cứng que kem, làm thành bộ phận tạo điện đơn giản. Sản phẩm có thể tạo ra nguồn điện đủ làm sáng bóng đèn điện hay quạt công suất nhỏ. Cái dự án sử dụng vật liệu tái chế để tạo ra nguồn điện thân thiện môi trường. Hiện tại thì cái việc sử dụng cái nguồn năng lượng sạch để tạo ra nguồn điện nó rất là cần thiết cho cái cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường. Những sản phẩm tái chế này đã góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về tác hại của rác thải đối với môi trường, khuyến khích hành động tiết giảm, tái sử dụng, tái chế chất thải trong sinh hoạt sản xuất. Đồng thời vận động toàn dân tham gia vệ sinh tại khu vực mình sinh sống, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Người dân sẽ không phải nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục bảo hiểm. Đây là yêu cầu từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, không còn thủ tục hành chính nào quy định về việc cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã hoàn thành việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, đối soát thông tin của công dân và hướng dẫn triển khai thực hiện. Do đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố được yêu cầu công khai văn bản này trên cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội địa phương, cũng như niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính để thông tin rộng rãi, tạo thuận lợi, đem tới sự hài lòng cho công dân. Tăng trưởng tín dụng hết tháng 11 năm nay đạt 9,15%, cao hơn 2% so với cuối tháng 10. Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, khoảng 200.000 tỷ đồng vốn được bơm vào nền kinh tế. Số liệu này cho thấy những chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng, các giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã phát huy hiệu quả. Hiện nay vẫn còn dư địa hơn 700.000 tỷ đồng tiền vốn cần được bơm ra cho thị trường để đạt được mức tăng trưởng tín dụng 14% cho cả năm nay. Với mặt bằng lãi suất huy động đã hạ nhiệt, các doanh nghiệp cũng kỳ vọng có thể tiếp cận được nguồn vốn vay với mức lãi suất thấp hơn. Những tháng cuối năm luôn là thời điểm các doanh nghiệp bứt tốc sản xuất. Vì vậy, việc có thể tiếp cận được dòng vốn tín dụng hiệu quả và kịp thời sẽ giúp các doanh nghiệp, đặc biệt nhỏ và vừa, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Mặc dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến Giáng sinh, tuy nhiên nhiều người dân đã đổ xuống phố để chơi lễ sớm. Các tuyến đường ngập tràn tiểu cảnh Noel trang trí bắt mắt, tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu. Nhiều gia đình bạn trẻ đã cùng nhau chụp hình check-in trong không khí nhộn nhịp và đông đúc. Trung tâm thương mại Diamond Plaza đường Lê Duẩn, quận 1 là một trong những địa điểm trang trí Giáng sinh sớm nhất. Năm nay, khung cảnh được thiết kế độc đáo với những hình ảnh kích thước lớn và đèn lấp lánh. Nơi này đã thu hút rất nhiều người dân và du khách đến đây chụp ảnh. Đoàn áo lính.
Nói chung là cái này cũng rảnh lúc nào đi đó, sợ tới tận ngày nó đông quá rồi mình lớn tuổi rồi không có tiền. Nhiều tuyến đường Phạm Thế Hiển quận 8 hay Lê Đức Thọ quận Gò Vấp cũng đã lung linh đèn màu, hàng đá rực rỡ. Khắp các hẻm nhỏ cũng giăng dây đèn và nhiều tiểu cảnh sinh động. Thấy là có không khí Noel, em muốn đi chụp hình sớm để có hình nấu em với mọi người. Trong những ngày cuối năm, mọi người cùng nhau háo hức đón một mùa Giáng sinh vui vẻ và bình an. Đơn ca tài tử Nam Bộ, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận cách đây 10 năm. Cuối tuần này, chương trình nghệ thuật với chủ đề Đơn ca tài tử Nam Bộ, di sản tỏa sáng diễn ra tại công viên 23 tháng 9, quận 1 đã thu hút đông đảo người dân yêu thích loại hình nghệ thuật vùng sông nước Nam Bộ. Những tiết mục được dàn dựng công phu thể hiện những nét đặc trưng của người dân vùng đất phương Nam. Những giai điệu ca từ ngọt ngào, hòa quyện với tiếng đờn mượt mà mang đến cho người xem những trải nghiệm khó quên. Giúp cho tôi cảm thấy cái nền văn hóa của mình quá tốt, quá hay. Thật sự những chương trình như vậy rất là mang ý nghĩa đến cho riêng bản thân tôi và những người xung quanh, thậm chí những người bạn bè của các nước đến du lịch. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao tặng bằng khen cho nhiều cá nhân tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của đơn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2023. Hiện nay với cái sức sống của thời đại mới, thì đơn ca tài tử phải đáp ứng với cái cuộc sống đương đại. Thì một mặt là bảo tồn, một mặt là phải phát triển. Diễn ra vào tối cuối tuần, chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Di sản tỏa sáng đã phản ánh sức lan tỏa của đơn ca tài tử trong lòng đô thị hiện đại và nhịp sống xã hội hôm nay. Tiếp theo trong phần sau. Nhà xã hội được xây dựng bằng cạc tông giúp giảm đáng kể lượng khí phát thải CO2. Khoảnh khắc thắp sáng cây thông Giáng sinh truyền thống tại quảng trường Thánh Phêrô Vatican. Phần thông tin quốc tế xin được bắt đầu với sự kiện lốc xoáy tàn phá bang Tennessee phía đông nam nước Mỹ. Thiên tai làm ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Truyền thông địa phương đưa tin những người thiệt mạng gồm 3 người ở Nashville, thủ phủ bang, và 3 người ở thành phố Knoxville. Thị trưởng thành phố này, ông Joe Smith, xác nhận cơn lốc xoáy gây thiệt hại lớn ở nhiều địa điểm khi mưa dông và sấm sét tiếp tục kéo dài trong ngày 9 tháng 12. Thiệt hại liên quan đến lốc xoáy được báo cáo tại các khu vực thuộc quận Montgomery, Davidson và Sumner. Hơn 59.000 khách hàng bị mất điện trên khắp bang Tennessee. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tránh ra đường vì có nhiều rủi ro, trong đó có đường dây điện bị đứt. Cáo sa mạc hay còn gọi là cáo Fennec là loài cáo nhỏ nhất thế giới, với đôi tai to và bộ lông dày màu vàng cát. Cáo sa mạc nhìn rất dễ thương và do đó trở thành mục tiêu của bọn săn trộm. Chúng bị bán để lấy lông hoặc để làm thú cưng. Trong nỗ lực bảo vệ loài vật này, thì một khu bảo tồn thiên nhiên ở nước Anh đã lập chương trình bảo tồn cáo sa mạc. Hai chú cáo Pascal và Laszlo đã di chuyển 2.400 km từ một sở thú ở Hungary đến một khu bảo tồn ở hạt Worcestershire của Anh. Chúng sẽ tham gia chương trình bảo tồn cáo sa mạc của nước này. Cáo sa mạc nặng chưa tới 2 kg và cao khoảng 20 cm, nhưng có đôi tai to đến 15 cm. Vẻ ngoài đáng yêu khiến cáo Fennec trở thành một loài thú cưng thời trang. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết loài vật này hoàn toàn không thích hợp làm thú cưng, do chúng rất sợ người lạ và không ăn được thức ăn thông thường dành cho thú cưng. Trong điều kiện nuôi nhốt, cáo sa mạc cần được các chuyên gia động vật học theo dõi và chăm sóc. Nhiều khu bảo tồn và sở thú trên thế giới đã triển khai một dự án nghiên cứu bảo tồn cáo sa mạc và giáo dục người dân về loài động vật này. Lần đầu tiên tại Pháp, các căn nhà xã hội được xây dựng bằng cạc tông giúp giảm đáng kể lượng khí phát thải CO2 so với kiểu xây dựng truyền thống sử dụng bê tông sắt thép. Tại thành phố Brest của Pháp, nhà phát triển bất động sản xã hội BMH đang xây dựng 6 căn nhà bằng vật liệu cắt tông có thể tái chế được. Theo đó, căn nhà được đóng bóng cố định bằng cọc kim loại. Các phần sàn, tường, trần được làm bằng cắt tông, được phủ màn chống thấm. Toàn bộ công trình xây dựng được làm bằng khung gỗ chính. Trong đó, chúng tôi lắp các khối công trình bằng cắt tông như các bạn thấy xung quanh tôi đây. Đó là các bì cứng, chúng được gấp nếp và có thể tái chế được. Công ty Batibac cho biết thêm, sàn nhà bằng cạc tông được xây cao hơn mặt đất tối thiểu 30 cm, giúp nước mưa từ mái thoát xuống không ngấm vào gỗ, bảo vệ lâu dài cho căn nhà. Mỗi căn nhà cần khoảng 5 tấn cạc tông để hoàn thiện.
Kiểu xây dựng nhà sạch mới này giúp giảm đến 72% lượng khí thải nhà kính so với kiểu xây dựng truyền thống với bê tông sắt thép. Theo Bộ Môi trường Pháp, ngành xây dựng gây ra 23% tổng lượng khí nhà kính của nước Pháp. Riêng vật liệu xi măng và bê tông chiếm đến 8% lượng khí thải CO2 toàn cầu. Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng bên ngoài, thành phố Los Angeles đã trở thành thủ đô của những người vô gia cư của nước Mỹ, vượt qua cả New York. Giá nhà tăng, làn sóng nhập cư bất hợp pháp làm vấn đề thêm trầm trọng. Hơn 75.000 người vô gia cư qua đêm trên các dĩa hè của đại lộ Hollywood, Skid Row hay trên các bãi biển Venice Beach, tăng 70% so với năm 2015. Tôi sống trên đường phố Skid Row vì không có đủ tiền để đi thuê phòng trọ. Việc giá nhà tăng cao đã làm trầm trọng cuộc khủng hoảng người vô gia cư tại Los Angeles nói riêng và nhiều thành phố khác của nước Mỹ. Bên cạnh đó, làn sóng người nhập cư bất hợp pháp cũng làm trầm trọng vấn đề. Sau một năm kể từ ngày đắc cử, thị trưởng Los Angeles thuộc đảng Dân Chủ đã ra lệnh dỡ bỏ khoảng 10 khu tập trung vô gia cư, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục mạnh tay với vấn nạn này. 41 người đã ngủ ở đây, giờ thì không còn tình trạng này nữa, nó đã trở nên sạch sẽ hơn. Trẻ em, học sinh và cha mẹ chúng không còn phải tránh các tán lều tạm trên đường đi học nữa. Tuy nhiên, bà này cũng thừa nhận thành phố khó có thể giải quyết hết nhu cầu về nhà ở cho tất cả mọi người. Tại London, hàng trăm cây thông Noel trong chậu sẵn sàng được gửi đến các gia đình trong mùa lễ hội. Giáng sinh sắp đến cũng là mùa cao điểm đối với công ty cho thuê cây này. Một ý tưởng nhằm có một mùa lễ sinh thái hơn. Khách hàng chỉ cần mang cây về, tưới nước và sau mùa lễ mang trả lại. Chương trình ra đời khi tôi đang đi dạo quanh phía tây thành phố mấy năm trước và nhìn thấy những cây thông bị bỏ trên vỉa hè. Ý tưởng mà ban đầu bị nhiều người cho là điên rồ này, nay thành công đến mức doanh nghiệp đôi khi không thể đáp ứng được nhu cầu. Tôi và mẹ muốn thuê một cây đã mấy năm nay, nhưng năm ngoái lại không kịp thuê. Cây thuê thì khỏi phải lãng phí và dứt bỏ một cách không cần thiết. Nói chung, chúng tôi đang cố gắng thân thiện với môi trường hơn, và chúng tôi thấy mô hình này trên mạng, rồi nghĩ rằng đây là một thay thế tốt cho việc mua một cái cây rồi dứt vào thùng rác. Một cây thông cao 1,5 m có giá thuê khoảng hơn 1,8 triệu đồng. Muốn thuê lại cây vào năm sau, khách hàng có thể gắn thẻ và đặt tên cho nó. Một khách hàng thực sự vui mừng được đoàn tụ với cây thông Felicia của mình, bởi cây đã trải qua Giáng sinh đầu tiên với gia đình anh trong thời kỳ đại dịch. Ngày 9 tháng 12, Vatican đã thắp sáng cây thông Giáng sinh truyền thống nổi tiếng của mình tại quảng trường Thánh Phaero. Ngoài ra, nơi này cũng khánh thành hoạt cảnh Giáng sinh năm nay. Nhiều người đã háo hức chờ đợi khoảnh khắc này. Cây vân sam cao 28 m đã được trang trí bằng hàng ngàn bông hoa nhung tuyết, một loài hoa trắng bản địa của vùng núi Alps. Lính cứu hỏa đã phải đốn hạ cây vân sam này do nó có nguy cơ bị đổ. Và theo thống đốc vùng Piemonte, sau mùa Giáng sinh, nó sẽ được đưa tới một công ty. Tại đây, cây thông sẽ được tái chế thành đồ chơi cho trẻ em nghèo. Cây thông này sẽ thắp sáng Giáng sinh trên toàn thế giới ngay giữa quảng trường, nơi mà trái tim của cả thế giới cùng đập, trái tim của tình anh em, của hòa bình, của lòng tôn trọng, của sự đoàn kết. Và với chúng ta, đây chắc chắn là một nguồn hãnh diện, nhưng còn hơn thế, đó là một nguồn sẻ chia. Hoạt cảnh Giáng sinh năm nay có các tượng bằng đất nung với kích cỡ bằng người thật, trong đó có cả tượng mô tả Thánh Francisco thành Assisi, lấy cảm hứng từ hoạt cảnh Giáng sinh đầu tiên mà Ngài đã dựng đúng 800 năm trước, vào năm 1223. Tiếp theo trong chương trình. Cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh giải cứu an toàn 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà. Màn án tử hình khi tuổi đời chỉ mới 20 vì sa vào con đường mua bán ma túy. Trở lại chương trình, thưa quý vị, vào khoảng 5 giờ 30 sáng nay, hỏa hoạn đã bùng phát tại một căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 6 người trong căn nhà may mắn thoát nạn. Ngay khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 10 cùng các đơn vị liên quan đến nơi triển khai dập lửa. Họ đã dùng xe thang để tiếp cận tầng 4, nơi những người mắc kẹt đang đứng ngoài ban công trong khi lửa phát ra từ tầng trệt. Tất cả các nạn nhân được giải cứu an toàn, trong đó có người già và em nhỏ. Đám cháy sau đó cũng được khống chế, không cho lan sang nhà kế cận. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ. Đến trưa nay, công an huyện Buôn Đôn thuộc tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai cha con tử vong thương tâm. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ cùng ngày tại km 38+700, tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Krông Na. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Phạm Văn Tình, 50 tuổi, trú Đắk Lắk,
điều khiển xe máy chở theo con gái là Phạm Thị Hương Giang, 17 tuổi, lưu thông trên đường tỉnh lộ 1 theo hướng huyện Buôn Đôn đi thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe máy đã tông trực diện vào xe buýt do ông Nguyễn Văn Nam, 48 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển. Cú tông mạnh khiến ông Tình và con gái tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm xe buýt, hai phương tiện hư hỏng nặng. Mặc dù còn trẻ tuổi có gia đình, nhưng với bản tính ham chơi, lười lao động, Nguyễn Tiến Tùng, 22 tuổi, quê Quảng Trị, đã sa vào con đường mua bán ma túy để lấy tiền tiêu xài. Và với hành vi phạm pháp này, Tùng đã nhận án phạt cao nhất từ Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo cáo trạng, tối ngày 16 tháng 2, trinh sát mật phục bắt quả tang khi Tùng vừa nhận ma túy được gửi từ Quảng Trị về Đà Nẵng, thu giữ 16.000 viên ma túy hồng phiến. Khám xét khẩn cấp nơi trọ của Tùng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 2 kg ma túy đá và 35 viên hồng phiến. Tại cơ quan công an, Tùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Số ma túy trên Tùng được một thanh niên ở phía Bắc chưa rõ lai lịch nhờ cất giữ và đi nhận giúp. Đổi lại, Tùng sẽ có ma túy sử dụng và được nhận thù lao từ 10 triệu đồng trở lên cho mỗi chuyến hàng trót lọt. Tòa Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Tiến Tùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lợi dụng người nhà đi vắng, Diệp Đen sinh năm 1975 quan hệ tình dục với cháu vợ. Chiều 8 tháng 12, người đàn ông này đã bị công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam để điều tra xử lý về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Diệp Đen là ông dượng của em Đê, sinh năm 2007, ngụ cùng địa phương. Vào khoảng cuối tháng 4 năm 2023, lợi dụng lúc người nhà đi vắng, y đã hai lần gọi cháu sang nhà mình để quan hệ tình dục. Sau mỗi lần giao cấu, Diệp Đen cho cô bé số tiền 100.000 đồng. Đến ngày 6 tháng 10 qua, thấy em Đê có biểu hiện bất thường, người nhà đưa đến bệnh viện để siêu âm, thì phát hiện em có thai nên đã trình báo cơ quan công an. Căn cứ kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Bạc Liêu, xác định em Đê có thai 27 tuần tuổi và thời gian Diệp Đen thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì em này chưa đủ 16 tuổi. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý. Theo quy định, mặc trang phục công an nhân dân và sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Ấy vậy mà cũng có người cố tình vi phạm. Tại Vĩnh Long, Nguyễn Hải Đương và Nguyễn Văn Phúc trong độ tuổi 20 đã bị công an chốt chặn kiểm tra khi cả hai đang lái xe mô tô di chuyển trên đường với sắc phục công an mua trên mạng. Bước đầu, Đương khai nhận đã đặt mua trang phục công an nhân dân với số tiền 2 triệu 980.000 đồng. Mục đích là giả danh công an đi tuần tra để nhắc nhở người vi phạm giao thông và phần nào thỏa mãn đam mê làm công an. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12. Khi đó, Đương mặc trang phục cảnh sát cơ động, còn Phúc mang giày và tất của ngành. Hiện vụ việc đang được công an huyện Vũng Liêm tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm nay đường cửa ngõ Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh nối quận 12 với quận Gò Vấp xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn người và phương tiện đã chung chân và nhích từng mét giữa trưa nắng của ngày Chủ nhật. Ngày 10 tháng 12, theo ghi nhận, kẹt xe nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường Quang Trung, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, đoạn qua địa bàn quận Gò Vấp từ đầu giờ trưa. Tình trạng kéo dài đến hơn 12 giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nặng nhất là trên đường Quang Trung, trục đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố. Cả hai hướng về ngã tư Quang Trung, Phan Huy Ích xảy ra tình trạng hỗn loạn, hàng ngàn phương tiện phải xếp hàng nối dài, nhích từng mét rất khó khăn. Qua tìm hiểu, nguyên nhân kẹt xe là người dân đổ xô đi chơi, mua sắm tại một trung tâm thương mại vừa mới khai trương trên đường Phan Huy Ích, phường 14. Do lượng phương tiện đổ về giao lộ Quang Trung, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu quá lớn, gây xung đột giao thông, dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Tối qua các tuyến đường này cũng xảy ra ùn tắc do lưu lượng phương tiện đổ về quá lớn. Tại Nga, những người yêu thích bơi trong làn nước giá lạnh mùa đông đang tận hưởng niềm đam mê của mình. Hiện nhiệt độ ngoài trời ở thành phố Novosibirsk, vùng Siberia của Nga, đang là âm 35 độ C. Trong cái lạnh giá buốt, nhiều người đã thử nhảy xuống làn nước băng giá của hồ nước. Đây là lần đầu tiên tôi bơi trong làn nước lạnh giá. Thật là cực kỳ thú vị. Giờ tôi đi làm nóng cơ thể đây. Đối với người đã quen bơi lặn trong làn nước băng giá thì đó là một cảm giác thật thoải mái, là một niềm vui, bạn có thể nghiện nó, sẽ là nhàm chán khi thiếu nó. Bơi lặn trong làn nước lạnh giá gần như đang trở thành một trào lưu ở Nga. Các vận động viên Mỹ và Canada vừa giành chiến thắng tại giải vô địch thế giới trượt tuyết tự do được tổ chức ở Etrafian của Thụy Điển. Ở nội dung thi đấu dành cho nữ, Chelenkov vượt qua Rino Yanagimoto của Nhật Bản. Vận động viên người Mỹ giành 26 điểm so với 9 điểm của Yanagimoto trong trận chung kết để lên bục vinh quang.
Trong khi đó, Chakara Anthony của Australia đánh bại Jinako Tomitaka của Nhật Bản để giành vị trí thứ 3. Ở nội dung nam, huy chương vàng thuộc về gương mặt quen thuộc Megan Kingsbury. Nhà vô địch World Cup 9 lần người Canada gây ấn tượng mạnh khi đánh bại vận động viên nước chủ nhà Rasmus Stegfeldt. Ikuma Hiroshima của Nhật Bản giành vị trí thứ 3 trước một đối thủ nước chủ nhà khác là Walter Wambert. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, khoảng 11 giờ trưa nay đã xảy ra vụ ô tô 4 chỗ mất lái tông hai xe máy văng lên lề đường ở Bình Dương. Vụ tai nạn làm 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô lưu thông trên đường khu dân cư gần khu công nghiệp Mỹ Phước 4 tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Khi đến ngã tư đường D6 và đường N13, thì xe mất lái tông vào hai xe máy. Cú tông mạnh làm 5 người đi trên xe máy bị hất văng lên cao, sau đó bị một chiếc ô tô ủi văng vào lề đường, phương tiện lao ra bãi đất trống ven đường. Hậu quả tai nạn làm 4 người bị thương gồm 2 phụ nữ, 1 người đàn ông và 1 bé gái khoảng 3 tuổi. Người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin để điều tra làm rõ vụ tai nạn. Tỷ lệ mắc các loại bệnh truyền nhiễm đường hô hấp đang tăng cao ở Trung Quốc. Trước tình hình này, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc ra thông báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đến những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Thông báo cũng yêu cầu những người mắc bệnh đường hô hấp hoặc những người có triệu chứng liên quan phải đeo khẩu trang khi đến địa điểm công cộng hoặc tiếp xúc gần với người khác khoảng cách dưới 1 mét. Việc đeo khẩu trang cũng được áp dụng tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh, viện dưỡng lão, cơ sở phúc lợi xã hội hay cơ sở chăm sóc trẻ em. Theo dự báo của các chuyên gia y tế Trung Quốc, tiếp theo làn sóng lây nhiễm ở trẻ em, số lượng bệnh nhân cao tuổi tìm đến các cơ sở y tế ở nước này có thể đạt đỉnh vào tháng 12. Trước đó, cơ quan y tế Trung Quốc cho biết các bệnh này Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.